Thưa quý vị, cuối tuần trước, Hindenburg Research, một công ty của Mỹ vừa công bố báo cáo cho rằng, Adani Group, tập đoàn thuộc sở hữu của người giàu nhất châu Á, cao trầm Adani, gian lận trong hoạt động kinh doanh. Hindenburg cáo buộc tập đoàn này thao túng cổ phiếu và âm mưu gian lận kế toán trong suốt nhiều thập kỷ. Theo đó, giá cổ phiếu của tập đoàn Adani không ổn định, dù tập đoàn này bác bỏ những cáo buộc tham ô và gian lận. Làn sóng bán tháo ập tới những cổ phiếu thuộc đế chế Adani trong ngày 27 tháng 1 với tổng vốn hóa bốc hơi là 50 tỷ đô la Mỹ sau báo cáo đầy căng thẳng từ nhà bán khống nổi tiếng Hindenburg Research. Theo Bloomberg, tình trạng bán tháo diễn ra ngay khi Adani Enterprise, công ty đầu tàu thuộc đế chế của tỷ phú giàu nhất châu Á, Gautam Adani, đang triển khai được trao bán cổ phiếu trong ngày 27 tháng 1. Hiện ông Gautam Adani phải đối mặt với phản ứng tiêu cực của thị trường. Cụ thể, cổ phiếu Adani Enterprise đã giảm hơn 19% trong ngày 27 tháng 1, trượt xuống mức là 3.276 rupee, ngang với mức giá các nhà đầu tư mỏ neo được phân bố cổ phần trong đợt phát hành sắp tới. Trong khi đó, cổ phiếu một số công ty như là Adani Green Energy và Adani Total Gas đã giảm kịch biên độ là 20%, khiến đợt bán tháo càng căng thẳng hơn khi các doanh nghiệp này trước đó đã mất 12 tỷ đô la Mỹ vào hôm 25 tháng 1. Chỉ sau hơn 6 tiếng giao dịch tại Mumbai, Adani Enterprise đã mất hơn 50 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường và khiến tài sản của tỷ phú Adani thiệt hại hơn 20 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1 phần 5 tài sản ông hiện có. Đây là lần mất tài sản lớn nhất từ trước đến nay của vị tỷ phú và cũng là mức giảm lớn nhất so với tất cả các đại gia châu Á khác. Tổng tài sản của ông hiện còn khoảng 92 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn khoảng 15% so với ngày 26 tháng 1 theo Bloomberg Billionaires Index. Trước đó đã có nhiều người quan ngại về tình hình tài chính của Adani Group. Credit Site hồi tháng 8 cũng cho biết tập đoàn của ông Adani có tỷ lệ đòn bẩy quá lớn và bảng cân đối kế toán kém lành mạnh. Tuy nhiên, báo cáo của Hindenburg lại gây chú ý nhiều hơn khi đánh giá thấp hoạt động quản trị doanh nghiệp của tập đoàn này cũng như những công ty gia đình tại Ấn Độ nói chung. Các công ty trong mạng lưới của tập đoàn Adani nhìn chung đều có tốc độ tăng trưởng thấp, nhưng định giá của những công ty này lại sánh ngang với các công ty công nghệ tăng trưởng mạnh nhất. Hindenburg cho hay, trước thông tin này, luật sư đại diện của ông Adani đã bác bỏ các cáo buộc và cho biết sự biến động của thị trường chứng khoán Ấn Độ nói chung và Adani nói riêng do báo cáo này gây ra đã dẫn đến tình hình hỗn loạn không ai mong muốn. Nhưng đối với Adani Group, báo cáo của Hindenburg chỉ như một trò đùa, không được nghiên cứu và không có căn cứ xác định. Theo nhiều chuyên gia, tập đoàn Adani là mục tiêu lớn nhất của Nathan Anderson, ông chủ của Hindenburg Research trong những năm gần đây. Trước đó, ông Anderson đã làm nên tên tuổi với những phân tích khiến cổ phiếu của một số công ty chìm nghỉm, ví dụ như là Nikola và Lost Town Motors, cũng như công ty cá cược thể thao DraftKings. Trong báo cáo, Hindenburg cho biết rằng cuộc điều tra kéo dài 2 năm của họ đã phát hiện ra rằng tập đoàn Adani luôn tham gia vào một kế hoạch gian lận kế toán và thao túng thị trường trong nhiều thập kỷ. Ngay cả khi bạn ngó lơ những phát hiện từ cuộc điều tra của chúng tôi và chỉ nhìn vào số liệu tài chính của đế chế Adani, 7 doanh nghiệp niêm yết thuộc đế chế có thể giảm 85% dựa trên các yếu tố cơ bản vì định giá toàn ở trên trời, Hindenburg viết trong báo cáo. Ngoài ra, công ty bán khống này cũng chỉ ra những khoản nợ đáng kể của tập đoàn, như việc cho vay cầm cố cổ phiếu hay chuyển hàng tỷ đô la Mỹ qua lại giữa các công ty mà không cần lý do. Được biết, Hindenburg Research đã công bố bản báo cáo ngay khi Adani Enterprise đang tìm cách huy động thêm vốn trong nước và quốc tế. Tính đến 16 giờ ngày 27 tháng 1, tổng số lượng đăng ký cho đợt chào bán chỉ là 1% phần dành riêng cho nhà đầu tư lẻ cũng chỉ bán được khoảng 1%, trong khi đó phần dành riêng cho cán bộ nhân viên chỉ bán được 4% của đợt chào bán. Còn lại phần dành cho nhà đầu tư tổ chức chưa được đấu giá. Tuy nhiên, một số nhà quan sát cho rằng tác động của báo cáo với thị trường nhìn chung vẫn chưa quá lớn. Ông Newkant Misra, giám đốc chiến lược cổ phiếu Ấn Độ của Credit Suisse cho biết, phần nhiều các chỉ số tham chiếu chứng khoán Ấn Độ được tạo thành từ cổ phiếu ngân hàng, công ty tiêu dùng và dịch vụ IT chất lượng cao do đó rủi ro với các chỉ số từ báo cáo của hindenburg là không đáng kể